trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số tiết mục do câu lạc bộ đơn ca tài tử tỉnh Long An trình bày. Với thành phần ban nhạc: nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa đờn cò, nghệ nhân ưu tú Thanh Việt đờn tam, nghệ nhân Văn Khôi đờn guitar phím lõm, nghệ nhân Quốc Bảo đờn kìm và nghệ nhân Mạnh Hùng đờn tranh. Mở đầu chương trình, tài tử Minh Nhân hát thể điệu Xuân Tình lớp 1 và lớp 4, Ý Đảng Lòng Dân của tác giả Diệp Dàm Cỏ. Quê hương đổi mới, tôi nghe phơi phới trong lòng. Đây cánh đồng vàng lúa đơm bông, kia đường bê tông xe cộ xuôi dòng. Làng xóm khang trang, nhà cao cửa rộng, nhìn thoáng qua ngỡ chốn thị thành. Du khách qua đây dân bước không đành, từ hồi sau mình không vui được phải không bà con? Đó là nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới của đảng mình, được nhân dân phấn khởi đồng tình, tất cả cùng gửi trọn niềm tin. Kẻ góp công người góp của, chung tay xây dựng những công trình làm giàu đẹp quê hương ơi. Bức tranh non thơ tình mới nghe qua mà thấy lòng thêm sao động, nhớ lại quê ta với truyền thống anh đã từng vượt qua gian khó bão. Tất cả cùng người chọn niềm tin, sử sách còn ghi gương anh hùng nguyện trung trực, ngọn lửa đốt Tàu Tây muôn đời còn sáng rực. Cho hôm nay đôi dòng sông Vàm Cỏ dần thêm đêm rạng rỡ một khúc sông, xứng danh trung dùng kiên cường đánh giặc phi thường, nhờ sức mạnh toàn dân. Liên tục chương trình là thể điệu Ngũ Đối Thượng, Linh Thiêng Đất Việt, soạn lời Lý Vũ Duy Phương, do tài tử Kim Quanh thể hiện. Cha mẹ rồng tiên,
Tiếp theo chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng thưởng thức thể điệu cổ bản Công ơn Đảng và Bác Hồ, viết lời Huỳnh Thanh Tâm. Từ nay trên đỉnh cao thời đại, xuân về trên đất nước Việt Nam muôn hoa nở thắm hai miền, bạn bè khắp năm châu biết Việt Nam thái đều mến phục, quy tín nước ta gắn với Bác Hồ đã lãnh đạo cuộc đấu tranh suốt đời, người lo cho nước cho dân, Bác đi khắp nơi không ngại hiểm nguy khổ cực, Bác sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo tài tình, Bác đi rồi vì chúng mãi còn gian, từ chữ từng câu ân cần chỉ dạy, cán bộ phải lo cho dân trong kháng chiến lẫn trong hòa bình, phải gương mẫu khắc phục khó khăn khó gian lần, dân tin sẽ làm được thân ngoại xâm thân đói nghèo lạc hậu, đáng lo cho dân gắn bó nghĩa tình, thi đua nhau tạo nên nhiều thắng lợi, cán bộ với dân cùng khắc phục khó khăn, đường Nam Bắc ra vào càng ngắn lại, từng bước nâng lên sống giàu sang, mọi người tin tưởng sản xuất hăng say, làm ra của cái ngày càng tăng, sánh vai cùng các nước dương lên, điểm tô thêm trang lịch sử Việt Nam. Về Ba Đình viếng Bác kính yêu, thăm nơi đọc tuyên ngôn độc lập, nhìn cây vú sữa Bác trồng lên cao, nhớ gì chúc Bác nhớ từng câu, cách mạng thắng lợi vẻ vang, đánh thắng giặc xây dựng hơn người ngày nay, và trẻ nông dân thâm canh tăng dù lương thực dư ăn, xuất khẩu càng tăng, khoan lòng đất cho dầu khi bay lên, thành thị nông thôn đều giàu thêm, mở rộng khắp nơi giao thông thủy bộ điện sáng, đưa vào tận các vùng sâu, nhìn ruộng lúa vườn cây thêm tin tưởng, ở ngày mai nhờ ai, nhờ có Đảng lãnh đạo cùng toàn dân đánh thắng ngoại xâm, tóc có bạc nhưng lòng trẻ lại, cuộc sống vươn lên đây rồi, Đảng đang dang rộng cánh tay cùng hơn 70 triệu người dân, dốc lòng thực hiện ước mơ, tiến lên cuộc sống sang giàu và văn minh. Thể điệu vọng cổ nhịp 8, tâm sự Cao Văn Lầu, soạn lời Võ Trường Kỳ, Trần Thịnh, do tài tử Quỳnh Lý trình bày. Hãy subscribe.
không xa cách. Như quyên ương luôn có bạn có đôi. Đêm nay dần trăng ghé vào sông Tài tử Trần Thịnh tiếp nối chương trình với thể điệu Chiêu Quân Ai, Tâm sự Huyền Trân của tác giả Ngô Văn Dưỡng. Dập vùi
trong khói lửa bình đau. Kết thúc chương trình, tài tử Kiều Loan hát bài Đôi cánh uyên ương, viết lời Hoàng Sâm Diệt theo thể điệu Tứ Đại Quán lớp hồi thủ. Yeah.
và cô Hoài Lan. Để từng đêm đàn trăng trở quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục đờn ca tài tử của câu lạc bộ đờn ca tài tử tỉnh Long An. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ ngày mai, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức một số tiết mục do câu lạc bộ này trình bày. Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.